Chào mừng em đến quay trở lại với Rap Quay Mặt Tốc số thứ 45. Và trước khi vào tới những câu hỏi của tuần này, những câu chuyện của tuần này, chúng ta sẽ cùng đi qua một cái thứ mà rất là quan trọng. Đấy chính là mình chỉ mới chạy chương trình giveaway số 10 được có 10 ngày thôi anh em ạ, mà chúng ta đã đạt tới là 22,6, sắp xỉ 22,7 rồi. Cho nên là bây giờ chúng ta chỉ còn có hơn 300 sub nữa thôi là chúng ta sẽ bắt đầu quay giveaway. Cho nên là anh em nào chưa chơi giveaway thì hãy vào truy cập vào cái video mình để bên trên này để có thể tham gia ngay anh em nhá, để chúng ta nhanh chóng đạt cái mốc 23.000 sub, lập tức chúng ta sẽ quay giveaway luôn cho sớm, đúng không anh em, để chúng ta còn mở chương trình giveaway mới, đúng nào. Giveaway sắp tới sẽ có khá là nhiều cái phần quà nữa dành cho anh em đấy, cho nên là anh em cứ chơi đi liên tục, mà mình sẽ mở giveaway liên tục cho anh em nhá. Rồi thì bây giờ chúng ta hãy cùng tới ngay với Rap Quay Mặt Tốc số thứ 45 tuần này để xem trong tuần này sẽ có những câu hỏi gì hay và hấp dẫn anh em nhá. Bắt đầu thôi. Ok, mở đầu câu hỏi, đó câu hỏi top 45 tuần này, chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Giang PA. Bạn hỏi là: anh ơi, em học tự động hóa hay dùng những app để viết code, mô phỏng, vẽ mạch điện tử, không thiên quá nhiều về thiết kế đồ họa thì nên chọn máy gì? Em đang phân vân giữa Asus FieldBook 15X, Ryzen 5 5600H, liệu có tốt hay không, hay phải mua i5 12500H mới là tốt? Ok, để trả lời câu hỏi của bạn ấy thì mình xin trả lời như sau. Nếu như mà chúng ta có thể có cái mức tài chính lên được 12.500H ấy, thì nên lên đi. Bởi vì là công nghệ mà, họ nâng cấp hàng ngày, bây giờ cái gì mạnh hơn thì chúng ta quất thôi. Hơn nữa là cái nhu cầu về công việc hàng năm hay là thậm chí hàng ngày chúng ta càng ngày nó càng cao cấp hơn, càng ngày nó càng nặng hơn. Cho nên là với một cái cấu hình, nếu như mà trong cái khả năng của chúng ta có thể nâng cấp được tới cái cấu hình tối đa nhất thì hãy mua cấu hình tối đa nhất cho mình. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có là i5 12500H. Cấu hình này thì theo mình thấy là nó mạnh hơn Ryzen 5 5600H cũng khá nhiều, rất nhiều đấy, thế nên là quất luôn bạn nhá. Sau câu hỏi thứ hai là của bạn Chiu Chiu. Bạn hỏi là: anh ơi, cho em hỏi giữa laptop Acer Predator Titan 300SE 2021 i7-11375H, RTX 3050 Ti và Asus TUFDAT F15 FX516PC HN011T, i5-12450H và RTX 3050 Ti, em chọn con nào đấy ạ? Mong anh tư vấn. Em học cơ khí chủ yếu là xài AutoCAD, 3DS Max, Inventor và chơi một vài con game như là PUBG hoặc là TFT. Thì với cái nhu cầu này cũng cần tối ưu về cấu hình nhiều đấy, đúng không nào? Với nhu cầu của bạn, theo mình thấy thì không có cái nhu cầu nào là quan trọng về một cái chiếc laptop có màn hình phải là đẹp, đạt chuẩn 100 sRGB. Thêm nữa thì theo mình thấy rằng là với cái chiếc Triton này, em nó sẽ chỉ trong tầm màn hình 14 inch thôi, nó là nhỏ hơn so với cả TUFDAT, đúng không nào? Thì với mình, trong cái kèo này mình sẽ lựa chọn là TUFDAT, bởi vì là em nó cho chúng ta cấu hình nó là ngon ăn hơn, đúng không nào? i5-12450H nó là mạnh hơn so với cả i7-11375H, đó là cái hiển nhiên thứ nhất. Tiếp theo nữa là về RAM, em nó sẽ được trong ta RAM DDR5 ở trên phiên bản TUFDAT thay vì là chỉ có DDR4 ở trên phiên bản Triton mà thôi. Tiếp theo nữa, em nó cho chúng ta một viên pin trâu hơn, 4 cell 76W trên TUFDAT thay vì là chỉ có 4 cell 60W ở trên Triton. Thì theo anh em, combo nào nó là ngon hơn? Mặc dù là pin thì nó trông hơn nhưng mà kích thước màn hình lớn hơn. Trên TUFDAT nó là 15,6 inch, còn trên Triton nó chỉ là 14 inch mà thôi. Cho nên là với 4 cell 60W hay là so với cả 4 cell 76W ấy thì trong cái kèo này nó là xem nhau. Nhưng mà theo mình thấy thì lựa chọn cấu hình mới là cái thứ quan trọng nhất để mà cho ta hiệu năng tối đa nhất. Thì RAM DDR5 nó cũng sẽ hỗ trợ rất là tốt cho bạn vào những cái bộ phần mềm trên bạn nhá. Thế là theo mình thì mình sẽ lựa chọn là TUFDAT. Ok, chúng ta cùng sang tới câu hỏi thứ ba là của bạn Quốc Anh Phạm. Bạn hỏi là: anh so sánh con Asus Q408UG với 14X A1403ZA đi ạ. 14X này là con VivoBook anh em nhé. Thì mình xin trả lời anh em như sau. A1403ZA nó cho chúng ta một option để nâng cấp RAM, đã là một cái điểm nhỉnh hơn so với cả Q408UG rồi. Tiếp theo nữa, em nó cho chúng ta CPU i3-1220P. Thì với 1220P, hiệu năng của nó cũng là nhỉnh hơn so với cả Ryzen 5 5500U. Cho nên là nếu mà anh em thiên về lựa chọn cấu hình ấy, thì ở đây chúng ta sẽ có là có khả năng nâng cấp RAM, A1403ZA nhỉnh hơn. Tiếp theo là CPU cũng là nhỉnh hơn. Tuy nhiên Q408UG không phải là kiểu vứt đi trong cái kèo này đâu, mà nó cũng có khá là nhiều cái điểm mạnh khác mà em cần phải cân đối. Để chính là em nó cho chúng ta cạc rời có tới tận là 2GB RAM, tức là lúc này thì coi như là máy chúng ta có tới tận là 10GB RAM rồi. Chúng ta có thể sử dụng ở những bộ phần mềm nặng, đồ họa, hoặc là chúng ta dùng để chiến game, nó cũng tối ưu hơn khá là nhiều, bởi vì em nó có những nhân xử lý đồ họa riêng biệt để chúng ta có thể tối ưu hơn, đúng không anh em? Tuy là 8GB onboard không thể nâng cấp nhưng mà em nó lại có cạc rời, nên là đây cũng là một cái điểm lợi thế anh em nhé.
Tiếp theo là trong tầm giá này thì Q08G sẽ còn có cho ta option nó là đỉnh hơn khá nhiều khi mà chúng ta màn hình lên tới 100 sRGB. Đúng nào? Tiếp theo là chúng ta build full nhôm, cứng cáp và mỏng nhẹ. Thêm nữa là về pin, Q08G cũng chúng ta bên pin nó là ổn áp hơn. Ok, thì đó, nếu như mà bạn có cái nhu cầu về nâng RAM cần sử dụng data vụ nhiều thì lựa chọn A103ZA. Còn nếu mà bạn có nhu cầu kể cả về chiến game này, hay là bạn có nhu cầu về làm đồ họa, cần màu sắc màn hình đẹp, hoặc là muốn một chiếc laptop build cứng pin trâu, thì lựa chọn Q08G là hợp lý hơn. Ok, sẵn câu hỏi thứ tư là bạn Huy Nguyễn Quốc, bạn hỏi là anh ơi, em hỏi giữa Asus VivoBook Pro 14 OLED, Asus VivoBook 14X OLED và Asus ZenBook 14 OLED Q09ZA thì nên chọn máy nào ạ? Em học kinh tế ạ. Ok, học kinh tế thì mình nghĩ là cứ mỏng nhẹ pin trâu, thiết kế đẹp là chúng ta băm thôi, đúng nào? Thì theo mình thấy là trong ba option bạn kể trên ấy thì đều là ba option mà không trong ta khả năng nâng cấp RAM. Đó là một điểm hạn chế. Đặc biệt là trong tầm giá này chúng ta chỉ có là RAM 8GB trên cả ba em máy này mà thôi. Cho nên bạn sẽ phải cân đối khá là nhiều. Và nếu bạn phải mở những cái file tài liệu, những cái file báo cáo tài chính hay là Excel, Word các thứ nó lên tới vài GB ấy, thì 8GB RAM gần như là nó khá đuối. Mà chúng ta phải sử dụng RAM ảo nữa và lúc này thì máy nó sẽ kiểu nóng, đúng không anh em? Cho nên là theo mình, nếu như mà bạn có thể cân đối lựa chọn sang những phiên bản có thể nâng cấp RAM hoặc là option RAM 16GB thì nó sẽ tối ưu hơn khá là nhiều. Và với cái nhu cầu của bạn ấy thì theo mình là chúng ta nên bỏ qua Q09 đi mà hãy thiên về những cái mẫu laptop VivoBook mà cho chúng ta option RAM cao hơn hoặc là cho chúng ta khả năng nâng cấp anh em nhé. Sẵn câu hỏi thứ 5 là của bạn Nguyễn Nhật Thanh, bạn hỏi là chào anh ạ, em là tân sinh viên của ngành công nghệ thông tin, hiện tại thì em đang để ý tới Snapdragon Pro 14 Ryzen 7 nhưng mà còn khá phân vân, theo anh thì em này có ổn trong tầm giá không ạ? Nếu được thì anh cho em xin thêm một vài đề xuất khác trong tầm giá 20 triệu với ạ. Ok, theo mình thì bạn không cần phân vân đâu, bạn quất luôn đi. Bởi vì là trong tầm giá này thì em nói trong top option là đỉnh nhất rồi. Và nếu là mình thì mình cũng lựa chọn cái phiên bản này. Hoặc là sẽ có một cái option đấy chính là Ryzen 5 phiên bản 2022, Ryzen 5 6600HS, hoặc là i5 phiên bản 2022, i5 1240p. Với cái phiên bản Snapdragon Pro 14 2022 ấy, em nó cải thiện gần như là khá khá những cái lỗi ở trên phiên bản 2021 gặp phải, như là touchpad thì bị lạch cạch, như là loa thì bị rất là tệ, hoặc là build thì nó yếu hơn, thì trên phiên bản 2022 gần như nó khắc phục hết tất cả mọi thứ đó. Cho nên là bạn hãy lựa chọn phiên bản 2022, nó sẽ tối ưu cho ta về lâu về dài hơn, cũng như là khắc phục những cái lỗi của phiên bản trước hơn. Cấu hình thì Ryzen 5 6600HS thực sự là không thua kém nhiều so với cả Ryzen 7 5800U đâu anh em nhé. Sang tới câu hỏi thứ 6 của bạn Chiến Đoàn, bạn hỏi là chào AD, em xin tip hạn chế việc chai pin với ạ. Em đang xài Snapdragon Pro 16 16ACS6 2021. Em có bật tới mức giới hạn pin là 5 năm tới 60%. Hầu như là sạc pin khi sử dụng nhưng pin vẫn xuống cấp từ 75 xuống còn 73 trong một tuần. À, mong ngoài đấy giúp đỡ, chúc kênh luôn phát triển. Rồi, rất cảm ơn bạn Chiến Đoàn. Thật sự ấy là bạn đừng có quan trọng quá cái việc đó. Chúng ta cứ cắm sạc và sử dụng và đặt giới hạn pin ở mức 80%. Và hiện tại thì mình cũng đang sử dụng đúng cái chiếc laptop mà bạn đang nói luôn. Và mình sử dụng hơn một năm nay rồi, thật sự pin rất trâu. Với tới tận bây giờ nhá, mới tối hôm qua thôi, mình vừa xem phim. Mình xem phim 2 tiếng đồng hồ anh em ạ. Mình xem phim tận 2 tiếng đồng hồ. Nó tụt pin rất là chậm luôn. Thường sẽ chỉ trong khoảng độ 10% trong khoảng 1 tiếng mà thôi. Hôm qua thì mình xem phim nó ở mức khoảng độ sấp xỉ 50%, khoảng 48-49 nhưng mình không nhớ lắm. Nhưng mà khi mà mình xem xong, mình để ở chế độ tiết kiệm pin này, mình rút sạc ra, mình cầm ra ngoài phòng khách mình xem. Và xem xong khoảng 2 tiếng sau, xem xong 2 tập phim Big Mouth thì em nó tụt xuống còn có 27% pin mà thôi, tức là tụt mất 21% pin trong khoảng 2 tiếng. Và nó rất trâu. Và mình cũng sử dụng đúng những cách đó luôn. Để 80% pin, setup giới hạn 80% pin khi sạc và hoàn toàn là cắm sạc trong quá trình sử dụng. Thì đấy, anh em có thể thấy pin của Snapdragon 5 Pro 16 2021 nó là rất trâu. Cho nên anh em hoàn toàn tin tưởng, yên tâm sử dụng theo cách đó anh em nhé. Ok, sang đến câu hỏi thứ 7 của bạn Lạn Kha. Bạn hỏi là AD cho em hỏi con MSI Crosshair 15 B12 UEZ 460VN có tích hợp Thunderbolt hay không? Em chỉ thấy có một cổng USB 3.2 Gen 1 Type-C. Băng thông dữ liệu tối đa là bao nhiêu và có sạc được qua cổng này hay không? Và sạc nếu được thì bao nhiêu watt? Em cảm ơn AD đẹp trai. Quý lắm mới trả lời đấy nhá. Bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em cách phân biệt tốc độ USB theo cái tên của chuẩn như sau. Thứ nhất, USB 3.1 Gen 1, USB 3.2 Gen 1 sẽ giới hạn tốc độ ở mức là 5GB/s. Tiếp theo,
USB 3.1 Gen 2 và USB 3.2 Gen 2 sẽ giới hạn tốc độ ở 10GB trên giây. Thunderbolt 4 cho chúng ta tốc độ lên tới là 40GB trên giây và sẽ hỗ trợ rất là nhiều các chuẩn khác như là sạc, xuất hình ảnh hay là truyền dữ liệu, đúng không nào? Đấy là Thunderbolt 4. Tiếp theo là nếu như mà anh em sử dụng cấu hình AMD không có Thunderbolt thì anh em sẽ quan tâm tới cái cổng C đó, nó có những ký tự gì. Nếu nó có ký tự TSS tức là sạc qua đấy được, đúng không? Nó có ký tự chữ D tức là xuất hình ảnh qua đấy được, nó có DisplayPort đấy, D là DisplayPort đấy. Và nếu như máy của bạn nó chỉ có báo là 3.2 Gen 1 tức là ở đây chúng ta sẽ chỉ có thể truyền dữ liệu, không hỗ trợ sạc, không hỗ trợ xuất hình ảnh và giới hạn ở mức là 5GB trên giây anh em nhé. Đó là câu trả lời của mình. Tiếp theo là sang tới câu hỏi thứ 8 của bạn Folia MT. Bạn nói là chào AD ạ, chúc AD nhiều sức khỏe. Rất cảm ơn bạn, chúc bạn nhiều sức khỏe nhá. Cho em hỏi Asus ZenBook 14 OLED UX3102ZA i7-1260p RAM 16 thì dùng học công nghệ thông tin hơn 4 năm ổn không ạ? Rất ổn. Và công nghệ thông tin thì có cần các đồ họa giới? Không cần. Em quan trọng pin trâu, màn ổn là được, mỏng nhẹ, nóng thì cũng được. Em có dùng Photoshop, Lightroom và Premiere. Em chơi game nhẹ như là Minecraft giả lập, thỉnh thoảng mới chơi. Dùng sạc Type-C thì càng tốt. Và trong tầm giá 30 triệu thì nhu cầu kể trên có những máy nào tốt hơn anh giới thiệu cho em với ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều. Thật sự thì trong những cái kèo trong tầm giá khoảng dưới 30 triệu ấy thì cái chiếc UX3102ZA i7 RAM 16 này nó gần như là bá đạo nhất rồi anh em ạ. Nếu như mà xét trên tất cả mọi phương diện bạn yêu cầu như là về màn hình này, về pin này, thiết kế mỏng nhẹ đẹp này, sạc qua Type-C này, đấy, màn hình đẹp nữa này, thì cái chiếc máy này nó gần như đáp ứng đủ hết cho chúng ta rồi. Cho nên là bạn nên lựa chọn phiên bản này. Hơn nữa là RAM 16 trên phiên bản i7 Gen 12 dòng P thì hiệu năng của nó là cũng đáng gờm cho chúng ta có thể sử dụng vào những nhu cầu bạn kể trên đấy. Thế nên là quất luôn bạn nhá, không cần suy nghĩ nhiều đâu. Sang câu hỏi thứ 9 là bạn Hoàng Khang, bạn hỏi là em chào anh tư vấn giúp em con lắp là tầm giá loanh quanh 18 triệu đổ lại, có máy nào đáp ứng được những nhu cầu thông thường, yêu cầu mỏng nhẹ linh hoạt, màn đẹp, độ sáng cao xíu, có cảm ứng thì càng tốt. Trời ơi, nhiều yêu cầu khó khăn vậy, lại còn không chơi game nặng này. Ở cái này thì được, loa thì hay, pin lại phải cao, 18 triệu. Trời đất ơi, em có xem qua mẫu như là VivoBook 14X OLED, ZenBook Q409ZA hoặc là UX425 ZenBook. So về mọi mặt, những máy này hơn nhau ở điểm nào và em có nên bỏ qua Gen để mua Vivo không? Nhờ anh tư vấn và ok, nhờ anh đưa ra lời khuyên và tư vấn dùng những mẫu khác trong tầm giá anh nhé. Chúc anh luôn thành công. Rất cảm ơn bạn. Nếu chúng ta không có nhu cầu quá là cao về cấu hình thì thực sự là ZenBook UX3102ZA hay là Q409ZA đấy, nó thực sự là một cái cửa nó rất là sáng để chúng ta lựa chọn. Dù RAM 8GB thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ dùng văn phòng, chúng ta sử dụng để xem phim, chúng ta cầm đi cà phê sử dụng và làm những cái bản tính thông thường, hoặc là làm những bản kịch bản báo cáo, hoặc là chỉnh sửa ảnh Photoshop, hoặc là edit video nhẹ, hoặc là chơi những tựa game nhẹ, thì cái chiếc Q409ZA này nó cân tốt trong ta. Chúng ta không nhu cầu sử dụng đa nhiệm quá là nhiều, nhưng mà chúng ta lại có yêu cầu về cấu hình nó còn cao thêm nữa cơ, thì lúc này chúng ta lại phải cân đối sang những mẫu khác, đúng không nào? Nhưng mà với những cái nhu cầu như là mỏng nhẹ linh hoạt nhá, màn đẹp độ sáng cao nhá, rồi là loa hay nhá, pin cao nhá, thì Q409ZA nó đã ứng được tốt cho chúng ta hoàn toàn rồi đấy, đúng không? Còn với VivoBook 14X OLED thì mình thấy là nó cũng kiểu trung bình mà thôi, nó không đáp ứng được tốt hết tất cả mọi nhu cầu của bạn kể trên đâu, nó chỉ đáp ứng một số mặt thôi anh em nhá. Ok rồi, cho nên là trong kèo này thì mình nghĩ là nếu chúng ta không có nhu cầu sử dụng đa nhiệm quá là nhiều, quất Q409ZA. Câu hỏi thứ 10 là của bạn Đông Trần, bạn hỏi là học kỹ thuật cơ khí thì nên mua MacBook Air M1 không anh? Em chưa dùng máy tính bao giờ, không biết nên mua laptop quý đầu hay là mua MacBook ạ. Chúc anh thật nhiều sức khỏe. Ok, rất cảm ơn bạn. Mình sẽ trả lời câu hỏi này như sau. Chúng ta sẽ phải đi tìm ra những đối tượng nào mà không nên mua MacBook. Chỉ cần một trong bốn yếu tố trên thôi là chúng ta nên bỏ qua cái ý định mua MacBook luôn. Yếu tố thứ nhất, đấy chính là những người nào mà tài chính không quá dư dả. Apple thì càng ngày càng hút máu người dùng anh em ạ. Cho nên với một chiếc MacBook Air M1, chúng ta sẽ chỉ có hai cổng C, chúng ta sẽ phải mua thêm, nếu như mà chúng ta mua phiên bản dung lượng ổ cứng thấp, chúng ta sẽ phải mua thêm ổ cứng rời, lúc này đã tốn tới vài trăm tới vài củ rồi. Chúng ta sẽ phải mua thêm một cái dock để có thể kết nối ra chuột, khe cắm thẻ HDMI, rồi là vân vân. Cái dock đấy của mua bên ngoài cũng khoảng độ hơn củ nữa. Đấy, xong rồi chúng ta phải mua thêm linh kính, vân vân, rất nhiều phụ kiện khác nữa. Cho nên là theo mình thấy thì những người nào mà không có tài chính quá dư giả thì không nên mua MacBook.
Thứ hai đó chính là game thủ. Chắc chắn rồi, nếu mà chúng ta mua MacBook về để chơi game thì bắt buộc phải cài Win đúng không? Thế lúc này mua MacBook làm cái gì nữa đúng không nào? MacBook họ tối ưu rất là tốt ở mảng Mac OS, chúng ta lại cài Windows lên đấy và sử dụng để chơi game thì mua sừ MacBook, mua sừ laptop Windows luôn đi đúng không nào? Mua MacBook làm gì nữa? Cho nên là người dùng đối tượng thứ hai là game thủ cũng nên bỏ qua luôn. Thứ ba đấy chính là anh em anti Apple, anh em fan Samsung, anh em fan Windows đúng không nào? Thì lúc này chúng ta cũng sẽ không nên mua MacBook, bởi vì là thật sự để mà làm quen ấy nó rất là khó. Nếu mà chúng ta chưa dùng laptop bao giờ nhá, thì anh em từ cái lúc mà học ở trung học phổ thông, trung học cơ sở, chúng ta đã được đào tạo qua bộ môn tin học, chúng ta đã được sử dụng laptop Windows, chúng ta đã được sử dụng máy tính Windows rồi, chúng ta đã biết được là hệ điều hành Windows nó vận hành như thế nào rồi. Còn MacBook thì chúng ta bắt buộc phải làm quen lại từ đầu, lúc này cái việc làm quen nó còn khó khăn hơn rất là nhiều nữa. Ok, đó là đối tượng thứ ba. Đối tượng thứ tư đấy chính là những anh em cấu hình thủ hay là nhiệt thủ. Thật sự là những người anh em này rất là nóng, nhưng mà lúc nào cũng thích là máy của mình nó phải mát. Cho nên là với những chiếc MacBook Air M1 nó không có quạt mà chúng ta sử dụng những tác vụ nặng ấy, thì lúc này biết rồi đấy, nó nóng thôi rồi luôn anh em ạ. Và gần như chúng ta không thể sử dụng được, nó sẽ dẫn đến hiện tượng lật giật lag đúng nào. Cho nên là đó, bạn có thể cân đối nhá. Nếu bạn nào một trong những đối tượng kể trên thì không nên mua MacBook, còn nếu mà không phải trong số đó thì quên luôn, không phải nghĩ ngợi nhiều. Ok, câu hỏi thứ 11 là của bạn Minh Hoàng. Bạn hỏi là em định mua laptop có màn OLED cho 4-5 năm học đại học thì không biết là màn OLED có bền không ạ? Có thể câu trả lời này thì rất là nhiều người hỏi rồi, và mình nghĩ là bây giờ đây thì cái việc sử dụng màn OLED hay không nó không còn phải là vấn đề của chúng ta nữa. Những cái phiên bản màn OLED phổ biến hiện tại trên những chiếc Vivobook này hay là Zenbook này đều được sử dụng đến từ nhà Samsung và đã được nâng cấp thế hệ thứ 3 rồi, thì chúng ta không cần phải quan tâm quá là nhiều tới điều này nữa. Thực sự là nó đã rất là bền rồi anh em ạ. Đấy là nếu mà chúng ta bật liên tục trong khoảng độ đâu đó 2.5 năm thì lúc này màn hình mới hỏng, tức là chúng ta bật liên tục 24/24. Anh em mua máy về để làm gì? Chúng ta làm máy chạm hay là làm gì mà chúng ta bật 24/24 làm gì, đúng không nào? Cho nên là cái việc mua màn OLED bây giờ nó không phải quá quan trọng nữa anh em ạ. Cho nên là thích thì quất anh em nhá. Màn OLED bây giờ cũng bền không kém gì so với cả IPS đâu. Nên là quất đi. Rồi, và chúng ta đã vừa đi trải qua 11 câu hỏi của tuần này. Không biết là anh em có cảm thấy hài lòng với câu trả lời của mình hay không. Nếu mà anh em có bất kỳ thắc mắc gì nữa, hãy comment bên dưới bình luận của video cho mình biết, và mình trả lời anh em trong số tiếp theo trong tuần tới anh em nhé. Còn bây giờ thì đừng quên cho Laptop World một like, một sub, cũng như là nhấn nút chuông, và hãy vào video giveaway và chơi ngay đi, kẻo là không kịp đâu anh em ạ. Chỉ còn có khoảng độ hơn 300 slot nữa thôi đấy. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại anh em trong những video tiếp theo.